chúng ta sẽ giới thiệu một số cái bộ lọc nó tương đối đặc biệt một tí. Ví dụ như là thằng Vanishing Point hoặc là Liquify. Về Liquify đi, chúng ta giới thiệu về Liquify đi. Đây, là thế tôi sẽ lấy một cái bức ảnh như thế này. Liquify là một cái bộ lọc rất là mạnh. Nó giúp cho chúng ta có thể là làm biến dạng cái hình ảnh theo một cách hết sức là trực quan. Và chúng ta sẽ thao tác như sau. Vào menu filter, sau đó thì chúng ta vào Liquify. Thế thì với cái cửa sổ mở ra, Liquify mở ra thì chúng ta sẽ có một số các cái tiện ích như thế này. Đầu tiên là Forward Wrap Tool. Thì cái này sẽ giúp cho chúng ta là co kéo và làm biến dạng cái bức ảnh theo cái cách mà chúng ta muốn. Tôi có thể bóp, tôi có thể kéo. Ví dụ các bạn thấy là chúng ta gặp những cái hình ảnh mà nó mang tính biếm họa thì thực ra là đây là một cái cách rất là tốt để mà chúng ta có thể là tìm ý đó. Thông qua cái việc là sử dụng cái công cụ này, chúng ta có thể là kéo co làm biến dạng cái bức ảnh theo cái hướng mà chúng ta muốn. Đó. Rất mạnh, trực quan luôn. Đấy là một cách, đúng không ạ? Thế chỗ nào mà các bạn cảm thấy không ưng thì các bạn có thể bấm vào cái công cụ Reconstruction Tool này và di tới đâu thì nó lại khôi phục lại cái vùng ảnh đã bị biến dạng về nguyên trạng ở đó. Chúng ta có thể coi nó như là một cái film history hay là history brush thì không? Ở trong quá trình mà làm còn những cái thứ mà chúng ta không muốn là nó bị biến dạng, tại vì trong cái quá trình kéo như thế thì các cái điểm ảnh nằm cạnh nhau nó sẽ bị xô. Đấy thì chúng ta muốn làm biến dạng một phần là nó thôi, nhưng mà lại không muốn làm cho cái một số chỗ mà nó bị lệch đi chẳng hạn, tôi có thể là sử dụng cái công cụ này để tôi tạo ra một cái bảo vệ. Ví dụ tôi muốn làm biến dạng cái nửa mặt bên này thôi, và tôi không muốn là việc co kéo cái nửa bên này nó bị kéo cái phần bên này theo, thì tôi có thể là bảo vệ nó bằng cách là sử dụng cái công cụ Freeze Mask này để tôi bôi đỏ lên trên một cái khu vực này. Khi mà tôi đã bảo vệ cái này thì khi tôi co kéo cái này thì nó sẽ chỉ co kéo một nửa bên này thôi, và nó không làm cho cái phần còn lại nó bị ra đây, nó bị lệch đi theo. Đấy. Sau khi mà chúng ta chỉnh xong, nếu muốn hiệu chỉnh thêm thì các bạn có thể xóa bớt những cái này đi. Cái vùng bảo vệ này xóa đi đến đâu thì nó sẽ giả cái bức ảnh về cái tình trạng nguyên ban đầu, có nghĩa là có thể can thiệp. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì với cái công cụ như thế này thì chúng ta có thể là làm rất là nhiều thứ ở trên một cái bức ảnh. Từng đấy đã hết chưa? Chưa hết. Đây, bây giờ chúng ta xem thêm một số các cái trường hợp khác như sau. Ví dụ như là chúng ta có những cái công cụ giúp chúng ta có thể vặn xoắn hoặc là phóng to thu nhỏ một cái khu vực nào đó lên. Ví dụ vặn xoắn đây. Hoặc
thu nhỏ hoặc phóng to. Thu vào tâm và phóng to ra. Hoặc là sẽ chỉnh cho gầy thành béo, béo thành gầy. Ví dụ xem, thế gầy thành béo, béo thành gầy thì bình thường ra thì chúng ta có thể là điều chỉnh bằng cái này. Đó, chúng ta sẽ kéo dần khu vực mà chúng ta muốn. Ví dụ như cô này là gầy, đúng không? Tôi muốn là làm cho cô ấy kéo ra. Nhưng cái cách mà chúng ta kéo như thế này thì nó bị manh mún và nó sẽ bị gãy như cái nét ở đây. Thế thì chúng ta sẽ có một cái công cụ khác nó liền mạch hơn, đó là cái công cụ push lab tool. Push lab này khi mà tôi sử dụng nó thì tôi có thể kéo, ví dụ đây các bạn quan sát này, đây là đẩy đều vào này, đây là theo cái chiều là tôi kéo như thế này. Nhưng mà nếu mà tôi làm sao đây ạ, tôi lại kéo ngược lên thì nó lại làm sao lại kéo đều ra đấy, tức là nó sẽ đi theo một cái vết kéo của tôi, nó sẽ đều hơn, nó ít bị cái tình trạng là gãy khi mà chúng ta kéo bằng cái công cụ đơn giản này. Và ngoài ra thì ở các phiên bản gần đây thì Photoshop còn cung cấp thêm một cái phần nữa. Ở các phiên bản thấp hơn thì nó sẽ không có cái công cụ này, nó sẽ không có cái phần face tool này. Khi mà tôi sử dụng cái face tool này thì nó sẽ tự động automatic nó nhận diện cái khuôn mặt và nó phân định ra những khu vực, ví dụ như mắt này, mũi này, mồm này, rồi tổng quan khuôn mặt này. Sau khi nó nhận diện xong thì nó sẽ bố trí cho chúng ta một vài cái điểm để kéo. Ví dụ như là tôi muốn nâng trán cao lên này. Đó. Ví dụ tôi muốn là gì ạ? Kéo cằm lên hay là hạ cằm xuống này. Ví dụ như là tôi muốn là kéo mặt gầy béo này. Đấy. Hoặc là đối với miệng này. Miệng rộng hay miệng nhỏ lại này. Đúng không? Môi dày ra hay là mỏng lại này. Đấy, môi trên có, môi dưới có, đúng không? Rồi mũi này, kéo mũi lên hay là gì đấy, hạ mũi xuống này. Rồi thì mũi rộng hay hẹp này. Mắt cũng thế, đúng không? Tôi có thể là gì đấy ạ, kéo cho mắt to hay mắt nhỏ này. Đấy. Mắt xếch hay là mắt cụp này. Thì cái phần này nó là cái phần bổ sung nó tương đối mới ở trong Photoshop. Ở các phiên bản CC thì nó mới bắt đầu có cái này, cái phần face này. Đấy thì với những cái bộ lọc như thế này thì cái việc mà bóp méo hiệu chỉnh các thứ trong một cái chân dung hoặc là trong một cái ảnh nó trở nên rất là mạnh mẽ, cung cấp cho chúng ta những cái phương tiện rất là mạnh mẽ để chúng ta có thể thao tác, chúng ta làm mà nó trở nên rất là đơn giản. Đấy, thực ra thì những cái này thì nó cung cấp đủ hết, các bạn có thể thao tác trực tiếp ngay trên cái đối tượng bằng cách lôi kéo, hoặc là ở trong cái phần này nó cung cấp cho chúng ta những cái tùy chọn rất là cụ thể ở đây, đúng không? Đây, ví dụ như face away quality nó phân ra này, eyes này, nose này, mouth này, miệng này, face sharp này. Đấy, rồi tất cả những cái này thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta co kéo thế này, đấy, nó nhận diện xong thì nó có thể là các bạn làm việc trực tiếp ở đây hoặc bằng các cách kéo con trượt, hoặc là các bạn thao tác trực tiếp trên này, thì hai lối thông nhau thôi.
muốn kéo trực quan cũng được mà muốn gia giảm thông số cũng được. Đó. Đấy, đây thì cái này thì nó dành cho những cái phần mà bảo vệ đây. Thực ra thì tôi thích là làm việc trực quan hơn, tức là chúng ta sẽ có cái sự chủ động kéo cái gì, kéo đến đâu, kéo như thế nào. Đấy, thì đây là một cái bộ lọc hết sức là thú vị và rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên là cũng có chút khuyến cáo, thường thường thì các bạn mà lôi kéo vào cái này vào nghịch thì rất dễ là mất bạn mất bè, tại vì là chuyên môn lôi lôi ảnh của bạn bè ra để bóp tình hình. Đấy, vui thì rất vui đấy, nhưng mà nói chung là điều tiết nó phải có chừng mực, nếu không là nó sẽ lủng củng các quan hệ đấy nhá. Đấy thì cái này thì nó rất là trực quan, cho nên các bạn có thể là lấy cái một bức hình bất kỳ ra, các bạn thử nghiệm một chút xem cái này thế nào, sau đó thì tôi sẽ giới thiệu tiếp sang cái phần gọi là vanishing point để làm việc với lại những cái bức ảnh mà nó có tính chất và phối cảnh như thế nào. Và nhất là đây, nếu thế thì bây giờ các bạn để ý thêm một tí tẹo này nhá. Tôi sẽ sử dụng cái này, sau đó thì tôi sẽ giới thiệu luôn nhanh một cái là ví dụ như là các bạn có thể ứng dụng nó để làm một cái ảnh rộng như thế nào ở trong Photoshop. Đó, đây bây giờ ví dụ cancel nhá. Bây giờ tôi làm một cái thao tác như thế này, các bạn xem luôn, vừa ứng dụng cái vanishing cái liquify cộng thêm cái kỹ thuật là ảnh động như thế nào nhá. Để làm ảnh động thì thực ra về mặt nguyên tắc là chúng ta sẽ thay thế các cái khung hình liên tục. Mỗi khung hình thì nó sẽ có một cái sự khác biệt một chút. Thế thì khi mà thay đổi các khung hình thì chúng ta sẽ có những trạng thái khác nhau. Bây giờ ví dụ như là chúng ta nhân bản một cái layer này lên. Ở layer này ví dụ như là tôi bắt đầu vào cái vanishing. À xin lỗi, nhầm rồi. Vào cái liquify chẳng hạn. Và tôi làm cho con này nháy mắt hoặc là bĩu môi gì đấy, ví dụ thế. Đó. Nháy mắt thì chẳng hạn như là mình sẽ làm cho cái mắt nó bé lại chẳng hạn, hoặc là tôi sẽ kéo cho nó xích lên, nhướng mắt lên chẳng hạn. Đó. Thế thì chẳng hạn như đây, mình vào đây nháy mắt này rồi thì cười chẳng hạn. Ok, đây bây giờ chúng ta làm cái thật là đơn giản này thôi. Đó. Chúng ta sẽ có hai layer, một layer là gốc như thế này và một layer là nó thay đổi như thế này. Thế sau đó thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta tạo ra thành cái ảnh động? Thì ở đây chúng ta nói luôn, ảnh động thì Photoshop nó hỗ trợ có mỗi một định dạng có thể làm ảnh động, đấy là cái ảnh GIF thôi. Đấy, và khi mà chúng ta xử lý thì chúng ta sẽ vào file. Trong file này chúng ta chọn export, trong export thì chúng ta chọn là export for web. Sau đó thì khi mà cửa sổ này mở ra, các bạn kiểm tra trên này nó đã là cái GIF hay chưa. Nếu chưa phải thì các bạn sẽ sổ danh sách ra và các bạn chọn cho tôi cái GIF. À, sorry, còn một thao tác nữa. Ảnh hơi to. Nó lốt lâu quá, chờ một tí tôi sẽ giảm cái kích thước cái ảnh xuống một chút đã, xong rồi nó làm cho nó nhanh. Ôi chà, lâu quá, ảnh nó lớn 8.000 6.000 pixel hơi lớn. Bây giờ sau khi mà chúng ta hạ kích thước cũng như độ phân giải xuống cho nó nhanh, bây giờ chúng ta làm lại cái này nhá. Đầu tiên là chúng ta nhấn Ctrl G này để nhân bản cái layer này lên. Muốn một cái ảnh này nó có bao nhiêu chuyển cảnh thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu lần nhân bản. Nhưng nhân bản là từ từ thôi, làm từ từ thôi chứ không phải là nhân bản cả một loạt.
Tại vì là muốn cho nó tiếp diễn một cách mềm mại, cho nó uyển chuyển thì phải làm từ từ. Từng layer, layer 1 làm biến đổi xong thì chúng ta mới làm tiếp layer 2, nó lại biến đổi tiếp từ cái sự biến đổi của layer 1. Đây, bây giờ các bạn quan sát nha, filter này, liquify này. Bây giờ ví dụ như là tôi hiệu chỉnh cái miệng nhá, sẽ cho cười từ từ thôi nha. Một bước này, ok, xong. Sau khi xong này, tôi lại từ cái này, tôi lại Ctrl G, tôi nhân bản lên và tôi lại lặp lại cái này thêm một lần nữa. Ok, thêm lần nữa đúng không? Sau lại Ctrl G, nhân bản thêm lần nữa. Ví dụ bây giờ còn làm cho cái miệng nó rộng ra thêm một tí kẹo nữa chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế. Ok. Như vậy là tôi có 4 trạng thái. Trạng thái lúc đầu, trạng thái bắt đầu mỉm, cười, dần. Và bây giờ chúng ta làm cho nó động bằng cách là vào trong Windows. Trong Windows này thì các bạn tìm tới cho tôi một cái phần nó gọi là Timeline. Nhấn vào Timeline sẽ có một cửa sổ Timeline. Ở đây thì các bạn sẽ có hai cách, một là làm ra một cái đoạn phim thì các bạn sẽ để create video timeline, hoặc nếu không thì các bạn sẽ sổ danh sách nào các bạn chọn cái kiểu là gì đấy, create frame animation. Trong trường hợp này tôi chọn là cái create frame animation và bắt đầu bằng cách là bấm vào cái biểu tượng. Đây, bắt đầu nhấn vào cái nút lệnh. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ có mở song song hai cái này ra nhá. Thì hiện tại đang có nhiều layer và chỉ có một layer duy nhất đang được kích hoạt, đó là layer gốc ban đầu. Hiện tại bây giờ các bạn quan tâm tới cho tôi cái thời gian tồn tại của cái khung hình này trên màn hình là bao nhiêu lâu. Nếu mà không dây là gần như là nó sẽ đổi liên tục. Đấy, gần như là chuyển liên tục. Thế còn cái độ trễ này nó sẽ cho chúng ta biết là một cái này nó sẽ nằm trong quãng thời gian bao nhiêu lâu, 0,1 giây, 0,2 giây. Hoặc nếu các bạn không thích thì các bạn có thể ấn chọn Azure. Azure thì nó sẽ cho phép các bạn là thiết lập một cái tham số, một cái khung hình để nó sẽ tồn tại trên màn hình bao nhiêu lâu. Ví dụ tôi lấy một cái 0,2 giây đi. Và các bạn để ý là cái này nó sẽ có một cái phần nó là bao nhiêu lần lặp lại. Nếu mà once thì nó chỉ chạy một lần xong rồi đến đấy là nó dừng, đúng không? 3 lần hoặc là forever, ví dụ bây giờ chọn forever đi. Thế bây giờ chúng ta mới chỉ có một khung hình thôi. Tiếp tục bằng cách là bấm vào cái biểu tượng trang giấy trắng này để tạo khung hình thứ hai. Lúc này thì nó chỉ là sự lặp lại của cái này thôi. Nhưng lúc đó thì tôi sẽ bật cái khung ảnh thứ hai lên. Sau đó cứ tiếp tục bật cái này, bật cái thứ ba, tiếp tục bật cái thứ tư. Và bây giờ các bạn quan sát thử nhé. Đó. Thế thì bằng cách là gì đây? Nó cứ thay đổi liên tục các khung hình, mỗi khung hình nó chỉ khác nhau một tí thôi. Thì các bạn sẽ có được một cái ảnh động. Và đến đây thì chúng ta mới quay trở về cái thao tác vừa rồi, đó là File, Export, Save for Web, đúng không? Lúc này chúng ta cần phải kiểm tra xem nó đã đúng cái định dạng hay chưa, thì các bạn phải chuyển giúp tôi về định dạng GIF. Đấy. Và các bạn sẽ lưu vào đâu nào. Bây giờ chúng ta sẽ lưu tạm ra desktop nha.
Đấy, và bây giờ chúng ta cùng nhau xem là quay ra ngoài cái cửa sổ bên ngoài, chúng ta xem nó nằm ở đâu nhé. Đây, cái smile. Đó. Mở nó trong trình duyệt web hoặc là các chương trình xem ảnh. Xem nó chạy như thế nào. Đó. Thế thì đấy chính là cái cách để mà chúng ta tạo ra các cái ảnh mà có tính chất động. Thực ra về bản chất nó chẳng qua là thay đổi nhiều khung hình, mỗi khung hình thì nó khác nhau, có thể về màu này, có thể khác nhau về độ lớn nhỏ này, khác nhau về góc này, khác nhau về vị trí này. Đấy thì nó cứ có sự khác biệt là nó sẽ có cái tính chất động trong cái ảnh đó. Và khi xuất ra thì các bạn nhớ là xuất nó ra dưới định dạng GIF. Và trong cái quá trình mà chúng ta làm việc ở trong cái cửa sổ timeline ấy, thì chúng ta lưu ý là sẽ cho những cái khung hình này nó xuất hiện và tồn tại trong bao nhiêu lâu thì nó sẽ chuyển đổi sang một cái khung hình khác. Đấy, ví dụ trong trường hợp này tôi không thích những cái cười này chẳng hạn, đúng không? Tôi không thích những cái cười này, tôi có thể xóa hết đi. Yes. Bỏ hết tất cả các khung hình này đi. Tôi làm lại trong cái trường hợp khác. Đó. Ví dụ như là trường hợp đầu tiên này, nhân bản này. Mình có thể làm những cái thao tác khác, ví dụ như là tôi thích là tô một cái màu khác rồi chẳng hạn. Ví dụ giới thiệu về về các màu son môi chẳng hạn, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ giải quyết theo cái kiểu như thế này. Bình thường này, đó, lên màu tím này, lên màu xanh này, lên màu xanh này. Ví dụ, nó chỉ cần là cứ có những sự khác biệt, thay đổi, đáp đổi với nhau liên tục thì nó sẽ làm cho cái ảnh của chúng ta có tính chất động như thế này thôi.